Xin chào cả nhà buổi tối nha. Thì hiện tại mình đang ở thành phố Bến Tre cả nhà. Quán buffet cả nhà, buffet hải sản lẩu nướng cả nhà. Buffet hải sản lẩu nướng 149k nha. Thì cái quán này nằm ở đường Võ Nguyên Giáp cả nhà, thành phố Bến Tre, 702 ấp 1 nha. Võ Nguyên Giáp, thành phố Bến Tre. Cái quán buffet này nằm đối diện ở siêu thị Go cả nhà. Hôm nay mình đến đây mình ăn thử rồi mình review cho cả nhà mình cùng xem nha, coi có quán này có ngon không nha cả nhà. Giờ mở cửa 11 giờ đến 22 giờ đêm. Giờ mình sẽ vào trong mình coi trong này có những món gì ngon cả nhà. Em 79k. Ở đây nhạc nghe ồn quá cả nhà ơi, cả nhà xem thông cảm nha, nhạc ở trong này họ bật lớn quá. Cái bạn này xin vô trong chút rồi. Nếu không dùng hết quán phụ thu 100g 50k cả nhà. Là mực ha. Đó là mực. Đây là bánh tô. Đây là súp cua nha cả nhà, nhìn rất là ngon, hấp dẫn ha. Là niêu hấp, là ốc móng tay. Rồi đây là ghẹ nha, ghẹ này chắc rang me cả nhà, ghẹ này rang me. Mì xào. Thank you.
cái cây bánh. Đây có bò Mỹ nha. Bò Mỹ nè. À, đây là dĩa rau lẩu nè ha. Rau xà lách. Rau cải. Rồi xúc xích, xúc xích chiên. Dĩa đây gắp hào đi. Đây có hào hả ta? Hào đang sống á. Rồi lấy mực tôm. Lấy dĩa khác, lấy dĩa khác. Gấp gấp nhiều lá chan với cha mẹ ăn luôn. Gấp lại với dĩa gì. Rồi bây giờ mình sẽ lấy ít con tôm càng nha cả nhà. Nói chung là quán này thì cũng ít món, không được nhiều hơn, nhưng mà cái giá 149k thì so với mình chỉ là quá rẻ rồi cả nhà. Cũng có tôm, có tôm thẻ, có ghẹ, rồi có mực, bạch tuộc. Rồi mấy món đó là thấy là đủ vốn cả nhà. Bây giờ mình lấy cũng thử ít con tôm thẻ nữa nha cả nhà. Ăn thử như thế nào nha. Có ngon không nha. Đó cả nhà thấy không? Một dĩa tôm này là cũng là đủ vốn rồi đó cả nhà. Rất là ngọt cả nhà. Rất ngọt ha. Quá ngọt ăn cây. Quá. Vô. Vô. Này ăn cho hết thì bỏ. Xíu chín vậy.
cấm gì được. Chót ăn không ngon bằng muối tiêu chanh nữa nè. Cái này muối tiêu chanh thì nó sẽ ngon hơn. Ăn đi con. Ăn xong xuôi cả nhà ơi, no quá rồi. Lên đường về quê. Rồi thôi, video clip đến đây xin kết thúc rồi cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem nha. Nếu cả nhà thấy hay, thấy quán này ngon thì cả nhà cứ đến ăn thử một lần cho biết nha. Rồi bye bye, hẹn gặp lại cả nhà vào clip sau nha.